trên tay mình đây là iOS 16 Beta 5 dành cho các nhà phát triển. Và let's go! Mới đây, Apple đã phát hành bản iOS 16 Beta 5 dành cho các nhà phát triển, cũng như là phát hành cho những ai đang sử dụng Public Beta, thì bản update Public Beta cũng đã được ra mắt. Và như chúng ta thấy thì dung lượng của iOS 16 Beta 5 lần này là 1.31GB, thì với dung lượng này thì sẽ khá là tương đồng từ 1 cho tới 1.5GB trên tất cả các thiết bị trên dòng iPhone và iPad. Cùng với sự ra mắt của iOS 16 Beta 5 lần này thì Apple cũng phát hành bản iPadOS 16 Beta 5, WatchOS 9 Beta 5, tvOS 16 Beta 5, HomePodOS 16 Beta 5 và macOS 13 Ventura Beta 5. Và tất cả những bản update này đều đã được ra mắt dành cho các nhà phát triển. Ok, bây giờ chúng ta cùng check mã build của iOS 16 Beta 5 lần này nhé. Rồi, chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Chúng ta sẽ kéo xuống phần cài đặt chung. Rồi, giới thiệu. Mã build của chúng ta là 20A5339D. Chữ D ở cuối cho chúng ta thấy là chúng ta ngày càng tiến gần hơn với lại bản iOS 16 chính thức. Thì chúng ta sẽ còn chữ C, chữ B, rồi chữ A, rồi sau đó bản RC và bản chính thức. Coi như là chúng ta sẽ đang vào trong vòng cái tuần hoàn là một tuần sẽ có một cái mã beta một lần. Và trong mã update này sẽ có modem update, nên là những ai có gặp vấn đề gì liên quan tới các wifi, 3G, Bluetooth thì trong bản update này sẽ được sửa lỗi. Rồi, có gì mới trong bản update lần này? Thì nếu các bạn để ý kỹ ngay trên phần thanh trạng thái thì chúng ta sẽ thấy có phần trăm pin là ngay lần đầu tiên xuất hiện trên bản iOS và chính thức từ Apple luôn. Thì nhưng mà nó sẽ có một cái đặc biệt là cái phần trăm pin này sẽ giới hạn cho một số dòng iPhone. Hầu như tất cả các dòng iPhone có tai thỏ, trừ những dòng là XR, rồi iPhone 11 và iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, thì những dòng đó là sẽ không được cái tính năng là phần trăm pin ở ngay trên thanh trạng thái. Rồi, để bật được tính năng phần trăm pin trên iPhone đó, thì các bạn sẽ vào phần cài đặt, kéo xuống phần cái phần pin nè. Rồi các bạn sẽ chọn vào cái phần trăm pin đó, battery percentage, các bạn sẽ bật lên. Đó, cái lúc tắt này sẽ như thế này, cái lúc mở lên này nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ thấy là cái phần màu xanh là đang sạc như thế này, là nó có cái dấu hiệu sấm sét ở đó luôn. À, khi các bạn mà mở chế độ nguồn điện thấp á thì nó sẽ thành màu vàng như thế này. Đó, vậy thôi. Rồi, điểm mới kế tiếp chúng ta sẽ nói tới là trong app Music, app nhạc á, thì các bạn vào app nhạc của Apple Music đúng không? Các bạn chọn một cái bài hát nào đó. Sau đó thì các bạn sẽ vào phần màn hình khóa, thì chúng ta sẽ thấy có một cái điểm mới, cái phần ngay trên widget nhạc á, chúng ta sẽ thấy có một cái đường sóng nó đang cho các bạn biết là đang chạy âm thanh nhạc, và khi các bạn tắt đi thì nó sẽ ngừng, nó không có chạy nữa, và khi mở lên thì nó bắt đầu nó sẽ chạy như thế đó. Và trong app Find My này, nếu các bạn dùng chiếc Apple Watch hoặc chiếc iPhone khác, hoặc là trên chủ của iCloud á, các bạn phát nhạc tiếng của iPhone á, thì các bạn sẽ có một cái âm thanh khi mà các bạn tìm thấy cái iPhone đó. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe cái âm thanh đó nha. Đó, và đó là âm thanh mới của Find My khi các bạn tìm được iPhone. Rồi, một tính năng nữa có trên iOS 16 Beta 5 đó chính là về chụp màn hình. Thì các bạn khi các bạn chụp màn hình á thì nó sẽ có một tính năng khá là mới. Thì các bạn có thể gọi là copy cái hình ảnh ở trên cái màn hình, chụp màn hình đó. Các bạn copy, sau đó khi các bạn mà bấm nút hoàn thành thì các bạn có cái sự lựa chọn mới, đó là copy cái chụp màn hình này và xóa đi, không lưu vào cái hình ảnh. Thì khi các bạn vào copy và xóa, thì khi các bạn vào phần ghi chú chẳng hạn đi, mình sẽ để cho ghi chú ở đây, sau bạn dán thì nó sẽ dán toàn bộ cái chụp màn hình ở trong cái phần ghi chú của mình, nhưng mà cái phần hình ảnh của mình thì nó sẽ không có và nó đã xóa rồi. Tính năng kế tiếp chúng ta sẽ nói tới là về chiếc AirPods ở đây. Ví dụ như các bạn có cái AirPods nào cũng được, AirPods Pro, AirPods 3 hoặc là AirPods Max gì đó, tất cả. Thì ví dụ như các bạn kết nối với chiếc AirPods đúng không? Rồi, các bạn vào phần cài đặt, các bạn vào phần cái AirPods Pro của mình.
Rồi khi các bạn bấm vào cái phần mà phiên bản á, version nè, chúng ta sẽ có một cái phần riêng biệt dành cho cái AirPods đó luôn. Thì có thì ở đây á, thì nó sẽ có ghi một cái chú là phần mềm chi tiết phần mềm nó sẽ có ở trang trang chủ của Apple. Thì mình nếu mà bấm vào đây thì nó chưa có gì trong này đó. Thì trong tương lai á, mình mong á, mình nghĩ á, là cái trang AirPods này á, là nó sẽ cho dưới dạng là một update riêng dành cho AirPods Pro, AirPods Max cũng như là AirPods 3 vân vân. Ngoài những điểm mới trên thì Apple cũng cho sửa lỗi được khá là nhiều, cũng khá là ít bên trong điểm update này. Thì có 11 điểm còn lỗi tồn đọng trong bản update này và mới có 5 điểm sửa lỗi cho bản update này thôi. Rồi và chúng ta thấy có 1.521 điểm đơn nhân và 3.628 điểm đa nhân. Thì nếu mà so với lại mạng beta trước thì nó nhỉnh hơn một tí, nhưng mà nó về tình hình chung thì nó vẫn khá là tệ, giật lag cũng có luôn, hao pin cũng có, nên các bạn nên vội update lên nha. Rồi và đó là những gì có trong bản iOS 16 beta 5 lần này. Và nếu các bạn thích wallpaper lần này thì mình để dưới phần mô tả để các bạn tải về điện thoại các bạn nha. Đừng quên hãy like, share và subscribe kênh YouTube của mình để nhận được những video mới nhất nhé. Và bây giờ chào tạm biệt.